Mình giao bộ phát điện này về cho đứa em mình ở Vĩnh Gia quá vậy em. Đây. Sắp sửa tới chỗ rồi mình giao cái máy phát điện cho đứa em mình này. Đứa em mình không có để tại nhà quá nha, để chỗ xưởng cơ khí nào đó để làm cái xe kéo luôn. Chỉ làm sao đẩy cho sao? Không hơn thì là nó luôn hơn tập. Tôi lính mà trời ơi, làm ngày 300.000 à. Này nó ghim cái bên ha. Hay chui ghim cái bên. Rồi chạy đi. Bật chìa khóa là chạy hả? À? Chạy xong đàng hoàng, ga nổ đều đàng hoàng, cái bật cầu dao lên ha. Đây. Hèn nè. Cái này là me. Đây là hẹt, nó vô lên nó me. Mình tắt máy, mình tắt cái này.
Rồi mình đầy lên thì mình coi nó ổn định đàng hoàng mình hả bà cô giao. Để nè, nó đang nhảy nữa thấy không, nhảy gì nào đứng kia mới đứng đó. Đó ok đó, đúng ok bạn ơi, trước thì tắt mình cũng tắt luôn nè, thấy không, nắm được không phải không? Nắm được rồi anh ơi. Còn thời gian mình nghỉ thì mở bình ra. Đó. Mình để bình luôn được không ta? Cũng được, bình thường. Ừ. Có khi mình quên quên á. Ừ, không sao. Cơ khí anh làm đủ thứ cho luôn hả? Cái gì cũng làm đi hả? Không vậy. Thôi, khỏi đi. Thôi. Phơi đi chạy lấy tiền đâu. Kinh. Ủa nước mía không? Kêu xay. Nước mía này, kêu nước mía, nước mía đây. Xay nhà lấy nước mía rồi. Đây đẩy đồng trống mà đêm hôm vậy hả? Vinh ở khúc này nè, khúc cho khúc Vinh Lạc này nè, nó tính luôn cái nữa đó, nó điện nổi rồi vậy đó, nó tính đặt nữa đó. Mà đa số thì anh em hỏi mấy cái rẻ rẻ không hả? Ít có mà mua mắc tiền lắm. Bởi vì nói nè, nếu mà muốn mua mấy rẻ phải qua tới bển. Biết sao không? Thí dụ bây giờ anh chở tới đây rồi mà đưa pin giống nãy nó gị máy, em đâu có chịu lấy. Em đổi ý nữa. Qua tới bển có hai cái mà so sánh. Cho nên mình phải nghiên cứu kỹ. Mình có tính đặt rẻ rẻ đó mà nghe anh tài nó lộn. Mấy cái bộ rẻ giờ làm rồi chứ có ai mua đâu. Ta thế thì thấy là chạy đưa vô hị hị ta ngán. Chạy gì đó. Bự hơn nhẹ. Thì cũng phải bự hơi chứ dễ gì không được. Máy mà chạy mình không có tải nó bền. Không có tải mau. Ở đây nó chế ba máy nhỏ mà chở xe ta chạy hả không nhìn hết ga không? Ừ. Không lưỡi ga không? Thì thứ đó đó. Sửa thấy bà luôn, bể bạn sửa thấy bà. Thứ đó phải chạy ga cao. Đây tôi nhanh mà. Cuối cùng đã xong rồi, để anh em chuẩn bị về.